future like a goal. We got the group, got group, got the money. We got the girls going into the club. You want it? Join the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, yeah. We got the group, got group, got the money. We got the girls going into the club. You want it? Join the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. We got the groove with the music goes up. Come on in. We got the girls going into the club. You want it? Tony will be VIP with bottles of rum. The girls are so sexy, going crazy, taking it to the top. Yeah. I never know the linh nhắn nói chưa trả lời một câu. Đang làm gì vậy? Có phải một điều gì đó em muốn che đậy? Quan tâm yêu thương không như xưa. Cảm giác mất bạn đã thay đổi. Có đúng chưa? Whiskey khói trắng. Chiếc điện thoại, người tin đi, bên đó mới tin nhận lại. Fuck that, năm lời nguyên nhân tình yêu đã thất bại. Đừng nói với anh, đừng giải thích, anh biết em đã có một ai. Anh luôn đối xử với em, yêu thương em bằng những điều tốt nhất. Không có biết cách không theo Hàn Quốc, luôn luôn chắc. Em nhớ đừng bao giờ đem để so sánh anh với những người kia. Vui vẻ cho những khi buồn, anh là người để sẻ. Còn lại gì?